It's a roomy, roomy. Nói ra đi ở con tim kiêu kỳ. Roomy, roomy. Nói ra đi cho con tim yêu vì. Dare to express, dám bày tỏ. Chương trình được mang đến bởi điện thoại Realme. Ô la la, giờ giấc vui vẻ dễ gì giấu giếm. Và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình đang được mọi người đón chờ nhất ngày hôm nay. Dare to express, dám bày tỏ. Với sự đồng hành của điện thoại Realme, lại là Hi Hi đẹp người, đẹp cả giọng nói đây các bạn ạ. Và trước khi mọi thứ trở lại bình thường, trong thời gian này quý vị hãy vẫn nâng cao tinh thần chống dịch, thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo 6K các bạn nha. Và dù hiện tại các phòng gym có đang đóng cửa, nhưng mọi người tuyệt đối không được lười biếng, phải tập thể dục thể thao tại nhà của mình để gia tăng sức đề kháng đó nghe. Có những bài tập rất đơn giản, ví dụ như là mình hít đất nè, hay các bạn có thể gập bụng một ít thôi, nó cũng tốt. Và ngoài việc có một cái sức khỏe thật là tốt á, thì đối với một số bạn trẻ Gen Z ngày nay, tập gym còn có chứa đựng những ý nghĩa to lớn khác nữa. Có bạn rèn luyện cơ thể để chinh phục ước mơ bấy lâu, có bạn thì sẽ muốn thoát khỏi sự miệt thị ngoại hình từ người khác, và cũng có bạn đến với gym vì muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa căn bệnh ung thư cho mẹ nhờ vào công việc huấn luyện viên thể hình. Và người mà Hi Hi muốn nhắc đến đó chính là cô gái thế hệ Gen Z Huỳnh Thị Tố Như. Một người luôn dám sống trội và thậm chí là hy sinh cả ước mơ của bản thân để thực hiện một ước mơ cao cả khác. Một hành động mà không phải ai cũng có thể làm được. Và không làm mất thời gian của tất cả quý vị thính giả nữa, hãy cùng chào đón bạn Huỳnh Thị Tố Như, huấn luyện viên thể hình nữ các bạn nha. Alo. Alo, cho Hi hỏi có phải là bạn Tố Như không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn thính giả thân mến, Hi Hi đã nhận được tín hiệu kết nối từ bạn Tố Như rồi đây. Xin được gửi lời chào đến bạn Tố Như ạ. Dạ, xin chào Hi và khán giả nghe đài. Rồi, bây giờ thì cái điều đầu tiên nhất ấn tượng của tôi á, đối với bạn đó là hồi nãy tôi có giới thiệu với mọi người, bạn là một huấn luyện viên thể hình nữ. Nhưng mà giọng nói thì rất là đáng yêu ạ. Như giới thiệu rõ hơn về công việc và cuộc sống hiện tại của mình cho các bạn thính giả được biết đi. Dạ, xin chào mọi người, xin chào Hi. Thì hiện tại mình là huấn luyện viên thể hình. Thì mình đã vào nghề được 7 năm rồi. Wow. Và mình đã có 6 năm tập luyện, cũng giống như là đi dạy, cũng giống như là thi đấu và truyền cảm hứng rồi. Thì hiện tại công việc của mình chủ yếu là diễn ra online, tại vì cũng đang trong mùa dịch này mà. Hiểu. Còn nếu như mà thông thường không có dịch đó, thì công việc của bạn sẽ như thế nào? Công việc của mình có một cái phòng tập nhỏ tại thành phố mình sống, đó chính là Nha Trang. Một ngày mình sẽ dạy rất là nhiều người, mình dạy đến tận 10 người trực tiếp, và sau đó tối là mình còn dạy online nữa. Ban biên tập có chuẩn bị cho Hi Hi rất là nhiều những cái hashtag, và mỗi hashtag sẽ có chứa những cái câu chuyện cảm xúc đều liên quan đến Tố Như. Và hashtag đầu tiên đó là bệnh hiểm nghèo. Đúng rồi, mẹ của Như bị ung thư vú, và mẹ của Như bị bệnh cũng khá là lâu đó, cũng phải là hơn 7 năm thì mẹ Như mới mất. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đầu tiên bà mới phát bệnh á, không có tiền chữa. Cho đến khi mà bà bệnh nặng rồi, bà cũng không có tiền chữa, và bà vẫn phải đi làm những công việc ví dụ như là tạp vụ, phụ quán cơm, nhưng mà vẫn nướng rất nhiều ký thịt. Có những ngày trời mưa lâm râm, Như đứng bên đường thấy mẹ mình vẫn đang nướng thịt, mà cái khói thịt nướng nó không hề tốt cho một người bị bệnh ung thư. Như đứng bên đường Như rớt nước mắt, cảm giác là mình bất lực lắm. Mình thương mẹ, mình ghét chính bản thân mình, nhưng mình không làm gì được hết. Mình chỉ là một đứa con gái và mình hoàn toàn vô dụng trong khoảng thời gian đó. Và đó chính là động lực để có được một huấn luyện viên thể hình như bây giờ. Nhưng mà có một điều Hi muốn hỏi rằng là bạn đang muốn có được nhiều tiền để có thể chữa trị cho mẹ đúng không ạ? Hay là bạn thừa biết rằng là với căn bệnh của mẹ thì trước sau đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ rất khó để ở lại bên cạnh bạn. Bạn chỉ mong muốn là tìm được nhiều tiền để cho mẹ có cuộc sống sung sướng được chừng nào là hay chừng đó. Cái lúc đó là Như đã biết rằng là dù mình có tiền tỷ đi chăng nữa, mình cũng sẽ không thể cứu mẹ. Tại vì cái căn bệnh của mẹ, bác sĩ nói là xương của mẹ để kiểu bị rỗng rồi, bị mục và rỗng. Dù mẹ không té chăng nữa, một ngày xương mẹ cũng sẽ tự gãy, là biết đến mức nào. Mẹ chỉ có thể ngồi trên xe lăn và nằm trên giường, nhìn lên trên trần nhà thôi. Thì Như biết rằng mình không thể nào cứu được mẹ mình nữa hết. Nhưng mà Như vẫn mong muốn rằng ít nhất trong những ngày cuối đời, bà sẽ không còn đau khổ vì thiếu thốn nữa.
Và Như đã bắt đầu đi một ngày mới của mình từ lúc 4-5 giờ sáng. Khi ra ngoài đường thì đèn đường vẫn còn ánh sáng vàng vọt, trời mưa xuyên qua đèn đường. Nó là một khung cảnh gì đó mà nó vừa đau lòng mà nó vừa điều hiu nữa. Nhưng mà Như hít một hơi thật sâu và nghĩ rằng sau khi mình đi làm mình sẽ có tiền về mua biển cho mẹ, mua sữa cho mẹ uống, mua yến cho mẹ ăn. Xin lỗi nếu mà hỏi bây giờ là ngày mẹ mất đến bây giờ là được bao lâu rồi, thì có làm bạn tổn thương không? Không sao đâu. Thì cái ngày mẹ Như mất đến bây giờ là cũng hơn 3 năm rồi. Ba Như mất trước mẹ Như 1 tháng. Và đó là lý do mà ban biên tập có để một cái hashtag tiếp theo, đó là bông hồng trắng. Như lại liên tưởng đến một hình ảnh khác, đó chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chết đi trong lửa và tái sinh trong lửa. Như cảm giác mình là như vậy. Cái ngày mà Như để giành được 1 tỷ đầu tiên trong cuộc đời của mình, Như đã viết một bài và nó cũng có liên quan đến cái hashtag này. Tại vì cái khoảng thời gian mà Như mất đi bố và mẹ là khoảng thời gian Nha Trang đang chịu một cơn bão rất lớn trong 10 năm trở lại đây. Nói chung nó lớn kinh khủng khiếp. Và cái nhà ngoại của Như thì nó khá là yếu, cho nên Như đã phải đi ở nhờ ở nhà người khác. Và cái khoảnh khắc mà mình thấy cái nhà ở nhờ là nhà học viên, mọi người quây quần bên nhau, Như thật sự rất nhớ mẹ mình. Ước gì là bây giờ mình còn mẹ ấy, mình có ngồi ăn cơm trắng với mẹ mình cũng sẽ cảm thấy rất là vui. Rồi Như lại nhớ đến ba. Dù Như không có ký ức tốt về ông thì ít nhất mình cũng chưa có ngày nào trả hiếu cho ba mình cả. Như đã từng hứa là sẽ mua cho ông một cái ví, bởi vì ví của ông đã rách hết rồi, nhưng mà Như còn chưa kịp mua nữa. Bây giờ mua ví để lên mộ ba thì có ý nghĩa gì? Hồi nhỏ Như đã từng đi chùa, cứ đến mỗi mùa Vu Lan, người nào còn cha mẹ sẽ được bông hồng màu hồng, người nào mất mẹ sẽ bông hồng màu trắng. Ngày đó Như không thấy cái bông hồng màu trắng nó có ý nghĩa nhiều đâu, nhưng sau này nó là một cái sự xót xa, bởi vì mất mẹ gần như là mất tất cả. Thật sự ra thì nghe bạn nói như vậy thì có rất là nhiều những cái cảm xúc. Nhưng mà cũng có một cái điều mà lúc nãy khi mà bạn đang nói với Hy á, bạn đang nói về cái ngày mà mẹ mất, thì bạn có nói rằng là một cái ngày rất đặc biệt. Cái hôm đó là sinh nhật của Như á. Sinh nhật của Như. Hôm đó buổi sáng lúc mà Như đi làm, Như vẫn còn ôm mẹ chưa về, vẫn còn nói với mẹ là con mua một cái bánh sinh nhật nhỏ, hai mẹ con mình ăn mừng sinh nhật nha. Tại vì từ nhỏ đến lớn Như rất ít khi có sinh nhật, chỉ có một cái thôi nôi thôi. Và khi mà cái buổi trưa Như ngủ 30 phút xong Như đi ra, thì thường có cái thói quen là ôm mẹ. Nhưng mà Như cảm thấy cái gì đó rất là lạ nha. Tự nhiên tim dừng lại một giây, xong rồi coi thử bụng mẹ còn thở không, vẫn không tin. Coi thử mũi miệng mình còn thở không, vẫn không tin. Như ngồi đó mất 5 giây. Xong từ đó trở về sau 3 năm không có năm nào Như tổ chức sinh nhật cả. Cảm ơn. Mà Hy nghĩ rằng là ở đâu đó thì mẹ cũng mong muốn là thấy con gái của mình hạnh phúc trong ngày sinh nhật, đúng không? Nếu bây giờ nhắm mắt lại tưởng tượng để bày tỏ một điều đối với mẹ, thì Như sẽ nói gì với mẹ? Như muốn nói với mẹ mình rằng là con nhất định sẽ sống tốt mẹ à. Bởi vì con phải sống cho cả gia đình mình, sống cho em trai đã mất, cho mẹ đã mất và cho ba đã mất. Con sẽ sống giùm cho 4 người và con sẽ sống một cuộc đời huy hoàng nhất có thể. Hy vọng là ba mẹ và em trai trên trời tin con. Cảm ơn bạn. Hãy cảm thấy rất là xúc động á. Tại vì lâu lắm rồi thì Hãy mới xúc động như vậy. Hồi nãy thì có một cái hashtag đúng là được xếp trước hashtag dám bày tỏ, nhưng mà Hy đang muốn đẩy hashtag dám bày tỏ lên trước. Tại vì bây giờ thì Hy muốn nói về cái hashtag này đây. Một hashtag thì Hy thấy rằng là nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa cộng đồng. Hashtag này nó tên là mầm non.
dành cho những bạn trẻ em mồ côi cơ nhở. Đúng rồi, Như muốn chia sẻ hai điều. Cái thứ nhất là hiện tại Như vẫn đang cố gắng training một cách miễn phí cho những người mẹ lỡ làm, có nghĩa là có con nhưng mà không được công nhận. Vậy tại sao lại liên quan? Bởi vì Như muốn những người mẹ đó có cuộc sống tốt hơn để lo cho con mình. Việc giữ lại một mầm non bên cạnh mình để mình sinh ra, nó đã là một sự cố gắng và nỗ lực. Cái thứ hai nữa, cái ước mơ lớn nhất và cái nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của Như ở thời điểm hiện tại, đó chính là Như có thể có một cái xã chữ mồ côi để đưa các em mồ côi về và dạy cho các em học chữ. Nhất định phải học chữ, tại vì không biết chữ là sẽ bị lừa rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là muốn cho các em có thể trở thành thầy của người khác qua việc trở thành huấn luyện viên. Nhưng muốn nói rằng là cái xuất phát điểm đó, có thể đôi khi nó rất tệ nhưng nó không phải là tất cả. Bạn vẫn có thể làm thầy người khác, bạn vẫn có thể đem đến điều tốt đẹp cho cuộc đời này, chỉ cần bạn không đầu hàng số phận của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hôm nay là một cái lần mà Hy được nhận những cái năng lượng á, những cái cảm xúc rất là tuyệt vời từ phía khách mời của mình. Cảm ơn Như rất là nhiều nha. Cảm ơn Hy để dành thời gian để cho Như có thể có một buổi chia sẻ. Thật sự Như cảm thấy rất là đáng quý luôn á. Cảm ơn bạn. Tự nhiên bạn nói làm tôi nhớ đến mẹ, đến ba ở nhà. Chút nữa về tôi sẽ ôm ba mẹ tôi một cái. Đúng rồi, nhớ là nói con yêu ba mẹ nha. Chắc chắn là ba mẹ sẽ nghĩ là bạn chuẩn bị xin tiền đấy. Nhưng mà kệ, cứ mặt dày nha. Dạ, xin được cảm ơn. Và chúc cho Như sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong mọi sự lựa chọn của mình, và luôn luôn mạnh mẽ như vậy nha. Dạ vâng, cảm ơn Phi và cảm ơn khán thính giả nghe đài đã dành thời gian quý báu của mình để nghe những cái tâm sự cũng như chia sẻ của Như. Xin chúc mọi người sẽ luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống nha. Xin được cảm ơn thương hiệu Realme đã mang đến chương trình Dare to Express, dám bày tỏ cùng với thông điệp Dare to Express, Dare to Live. Hãy luôn mạnh mẽ đối mặt với những nỗi đau trong cuộc sống, dám sống sòng phẳng với chúng. Vì Hy tin chắc rằng chỉ có vững tinh thần, dám sống trội thì mới giúp cho chúng ta vượt qua mọi thứ được. Và chương trình vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn thính giả vào lúc 17:30 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6MHz và cả trên FM 90 Giao thông Đô Thị. Quý vị thính giả muốn đăng ký tham gia chương trình Dare to Express, dám bày tỏ thì có thể gửi thư về cho địa chỉ dambaytỏ.radio@gmail.com hoặc là số hotline 0886 925 925. Xin chào và hẹn gặp lại. Dare to Express, dám bày tỏ. Chương trình được mang đến bởi điện thoại Realme. Alo, ở nhà chống dịch nên nhớ tôi hả? Ở nhà riết chán quá, lấy điện thoại ra tự sướng chụp xong không muốn đăng luôn. Sao điện thoại ông chụp đẹp rạng ngời còn của tôi xấu quá trời à. Ha ha, chụp bằng camera 108MP của Realme 8 Pro đẹp trỗi là phải rồi, màn hình lớn sắc nét, ở nhà thả hồ chụp ảnh quay clip. Chắc Tuấn bị dữ ha. Pin để được 40 ngày ở chế độ chờ, sạc đầy chỉ 47 phút. Điện thoại Realme đang được giới trẻ săn đón lắm nha, bởi tính năng chất lượng sống trội đã cái nư, giá lại còn quá ư là hợp lý. Tôi biết dòng này còn có Realme 8 nữa. Điện thoại nổi trội, xứng đáng có hai cái. Realme, dám sống trội.